Xin chào tất cả các bạn và các em, chúng ta lại quay trở lại với chuỗi chuyên đề bài tập STLVIS 5 bài tập mỗi ngày, được chia dạng từ cái phần nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Ngày hôm nay là đề số 10 rồi. Thì nghĩ rằng là cái chuỗi này của thầy đã giúp đỡ cho tất cả các bạn và các em có được cái nhìn khái quát và tổng quát nhất về những cái phần bài tập về ST, và để cho chúng ta biết được rằng là chúng ta cần còn đang thiếu sót những gì, chúng ta cần học những gì. Thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chữa tiếp cái đề số 10, cũng là cái đề cuối cùng trong chuỗi bài tập ST nhá. Và bắt đầu ạ. Câu số 1 ạ. Xà phòng hóa hoàn toàn 17,8g chất béo. Thì cần, vậy ở đây mình sẽ có là chất béo này. Chất béo ạ. Thì cần vừa đủ dung dịch chứa KOH thì thu được glycerol C3H8O3 và muối. Thì cái muối này sau này cô cạn này nó chính là muối khan đấy ạ. Thế thì khối lượng số mol KOH để bài cho ta bằng 0,06. Đúng không? Thì bởi vì là một chất béo thì ăn 3 KOH để tạo thành một glycerol, nên mình sẽ tìm được số mol glycerol 0,06 nhân 1 chia 3 bằng 0,02. Vậy tại đây m gam muối khan này cũng chính là khối lượng của muối. Vậy mình đi bảo toàn khối lượng. Mình có khối lượng chất béo 17,8g cộng với khối lượng của KOH 0,06 nhân 56 bằng khối lượng của glycerol 0,02 nhân 92 cộng với lại khối lượng của muối. Và hoàn toàn tới đây mình tìm được khối lượng của muối. Khối lượng của muối của chúng ta sẽ bằng 17,8 cộng 0,06 nhân 56 trừ 0,02 nhân 92 bằng 19,32g ạ. Vậy khối lượng muối chúng ta bằng 19,32g thì đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A, 19,32g các em nhá. Đấy, câu 1 đấy rất là dễ đúng không? Chúng ta chỉ cần nắm được cái phần là bản chất của cái phản ứng thủy phân hay xong của chất béo trong môi trường kiềm và miễn giúp bảo toàn khối lượng là xong. Nó rất là đơn giản rồi các em ạ. Câu số 2 nhá. Thực hiện phản ứng ester hóa giữa 4,6g ancol ethylic C2H5OH, số mol của nó là 4,6 chia 46 bằng 0,1, với lượng dư axit acetic là CH3COOH thì thu được ester của chúng ta nó là CH3COOC2H5 cộng với lại H2O. Được chưa? Thì mình sẽ có đây là phản ứng, đúng không? Được chưa? Thì bởi vì là axit dư mà. Được chưa? À sorry, đây là ban đầu chứ. Ban đầu, đây là ban đầu. Anh này là ban đầu đề bài cho. Còn sau còn phản ứng thì 4,4g ester này thì mình sẽ tìm được số mol ester này, 4,4 chia 88 bằng 0,05. Mà do axit để cho dư nên ngay lập tức mình suy được số mol của ancol phản ứng là bằng 0,05. Và từ đó mình tìm được hiệu suất phản ứng ester hóa bằng 0,05 chia 0,1 nhân 100% bằng 50%. Vậy với giá trị 50% thì chúng ta hoàn toàn chúng ta sẽ tìm được đáp án đúng của chúng ta, nó là đáp án C, 50%. Dễ quá nhỉ. Câu số 3. Đốt cháy hoàn toàn 4,2g một ST E. Đốt cháy nó trong oxy thì mình thu được hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Mình tìm được số mol CO2 bằng 6,16 chia cho 44 bằng 0,14 mol. Số mol nước bằng 2,52 chia 18 bằng 0,14 mol. Và mình nhìn thấy số mol nước bằng số mol CO2, vì vậy nên suy ra nó là ester no đơn. Vậy công thức tổng quát của ester no đơn nó sẽ là CnH2nO2. Đấy. CnH2nO2. Với công thức là CnH2nO2, chúng ta để đấy đã nhá. Mình có khối lượng của ester để bài cho chúng ta bằng 4,2, vậy mình nghĩ ngay việc bảo toàn khối lượng. Mình có khối lượng của ester để bài cho là 4,2g cộng với khối lượng của oxy thì bằng khối lượng của CO2 6,16g để bài cho cộng với khối lượng của nước 2,52
52g. Vậy từ đó chúng ta sẽ tìm được số mol của oxy sẽ bằng 6,16 cộng 2,52 trừ 4,2 bằng chia 32 bằng 0,14 mol. 0,14 mol. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy là mình sẽ tìm được số mol của este nhá. Bảo toàn nguyên tố oxy thì mình sẽ đi tìm được số mol của este. Mình sẽ có là 2 lần số mol của E. Tại vì trong E đây có 2 oxy cộng với lại 2 lần số mol của O2 thì bằng 2 lần số mol của CO2 cộng với 1 lần số mol của nước. Thì hoàn toàn mình tìm được số mol của E. Nó bằng 2 nhân 0,14 cộng với 1 nhân 0,14 trừ 2 nhân 0,14 bằng chia 2 bằng 0,07. Số mol của E bằng 0,07. Thì với số mol của E bằng 0,07 ạ, thì ngay lập tức mình sẽ tìm được số nguyên tử carbon sẽ bằng là 0,14 mà chia 0,07 thì bằng 2. Vậy suy ra anh este của chúng ta nó sẽ là C2H4O2. Và với C2H4O2 chúng ta chỉ có một công thức duy nhất thôi, HCOOCH3. Được chưa? HCOOCH3. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Quá dễ dàng đúng không? Hơi khó lên một tí xíu. Câu số 4 này khó này, đúng không? Thực ra nó cũng không khó lắm đâu, chúng ta làm được. Xà phòng hóa hoàn toàn mờ gam hỗn hợp E. Xà phòng hóa hoàn toàn mờ gam hỗn hợp E gồm các triglycerid bằng dịch NaOH tác dụng với NaOH thì thu được glycerol C3H8O3 và hỗn hợp 3 muối gồm C17HXCOONa, C15H31COONa, C17HYCOONa có tỷ lệ tương ứng là 3, 4, 5. Vậy mình đặt đây là 3X thì anh này là 4X thì anh này là 5X. Được chưa? Hydro hóa hoàn toàn mờ gam E cho tác dụng với hydro thì thu được 68,9 6 gam hỗn hợp Y. Hỗn hợp Y có khối lượng là 68,96 gam. Nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp E, đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp E thì cần dùng oxy là 6,14 mol. Thì cần 6,14 mol oxy. Căng nhờ? Quá căng. Thế thì đầu tiên nhá, chúng ta cần tìm được số nguyên tử carbon trung bình ở bên trong thằng E là bao nhiêu. Thế thì các bạn nhìn nhá, các bạn nhìn kỹ nhá, nó thầy làm nhá. Bước 1 thì bảo toàn natri. 3x cộng 4x cộng 5x được chưa? Là bằng 12x. Vậy NaOH là 12x. Vậy thầy sẽ suy được số mol của glycerol bởi vì là số mol là NaOH luôn gấp 3 lần số mol của glycerol. 12x chia cho 3 thì còn 4x. Được chưa? Vậy tới đây thì có phải là số mol của C3H8O3 chính bằng số mol của triglycerid không? 4x không? Ok chưa? Vậy từ đó thầy tìm được số nguyên tử carbon trung bình của thằng E nhá. Thực ra là mình tìm được carbon trung bình của muối và carbon trung bình của E luôn, đúng không? Mình sẽ tìm được carbon trung bình của E. Nó sẽ bằng này. 3 nhân 18x cộng với 4x, thay đổi chỗ này đặt xy nhân A đi, bởi vì nó trùng với thằng x kia. Chuyển thành A các em ạ. Bởi vì nó trùng với thằng hệ số x trong này. Chuyển hết thành A nhá. Đây, thầy chuyển hết thành A. 3A, 4A, 5A, 4A, 12A, 4A, 3 nhân 18A. Đấy, 4A nhân với 16. 4A nhân 16 cộng với 5A nhân 18. 5A nhân 18 chia cho 4A thì bằng carbon trung bình. À cái quên mất, còn chưa cộng 4A nhân 3 nữa. Thì bằng 3 nhân 18 cộng 4 nhân 16 cộng 5 nhân 18 cộng 4 nhân 3 bằng chia 4 bằng 55. Ô tròn quá. Vậy carbon trung bình, vậy carbon của E bằng 55. Ok chưa?
Thế thì bây giờ mình quy đổi hỗn hợp E này đi. Mình quy đổi hỗn hợp E này của mình thành HCOO tất cả 3 lần C3H5. Được chưa? Thì chỗ này số mol nó là 4A chứ. Đúng không? Số mol nó là 4A. Thì giờ để đặt nó là B đi. À không, thể đặt nó là U đi. Thứ hai là anh CH2. CH2 thì chỗ này là 55 nhá. 55 này trừ đi này. 6. 55 trừ 6 còn 9. Đúng không? 55 trừ 6 còn 49. Vậy chỗ này sẽ là 49U. Được chưa? Hydro là trừ V. Ok không ạ? Ok. Vậy ngay lập tức mình sẽ có khối lượng của hỗn hợp Y. Khối lượng của hỗn hợp Y bằng 68,96. Thì chính bằng này. Đây anh này, 1 cộng 44 bằng nhân 3 bằng cộng 12 nhân 3 cộng 5 bằng 176U. 176U cộng với 14 nhân 49U. Ui, to thế, 600. To nhỉ. 686U trừ đi. À đây, trừ V thì cộng với lại hydro là hết rồi. Xong rồi. Bằng 68,96. Thứ hai là đốt cháy oxy. Thì nhẩm hệ số cháy thôi. 6 carbon. Vậy thì ở đây mình sẽ có là 6,14 thì bằng 6 nhân 2. Hydro là 5 cộng với 3 là 8. Thì 8 chia 2 trừ đi 3 nhân 2 là 6, 6 oxy chia 2. 6 nhân 2 là 12 cộng với 4 trừ đi 6 bằng chia 2 bằng 5. Thế là 5U nhân với U cộng với 49U thì ở chỗ này là carbon nhân 2 là bằng 1 nhân 2 cộng với 2 chia 1 tất cả chia cho 2 nhân 49U. Được chưa? Trừ hydro thì nó sẽ là trừ đi 2 chia 2 là còn 1 phần 2. Hydro đi 1 oxy rồi. 1 phần 2 V. Ok chưa? Vậy thì ở cái này thì nó sẽ bằng này, 6 nhân 2 cộng 4 trừ 6 bằng chia 2 bằng 5, 5U cộng với 1 nhân 2 là 2, 2 cộng 2 là 4, 4 chia 2 bằng 2, 2 2 nhân 4 9. À thầy bị nhầm đấy, từ từ tỉnh tỉnh. 1 nhân 2 là 1 nhân 2 là 2. Chỗ này là phải 2 chia 2 chứ. 3, 1,5. 1,5 nhân 49U. 73,5. 73,5U trừ đi 0,5V thì bằng 6,14. Vậy mình giải hệ. 176 bằng nhầm. Ơ, bên trên này là khối lượng còn không có cả V luôn. 176 cộng 686 bằng 0 bằng 68,96 bằng 5 cộng 73,5 bằng trừ 0,5 bằng 6,14 bằng U bằng 0,08. V bằng 0,28. Đấy, U 0,08, V bằng 0,28. Thế vậy ngay tức mình tìm được khối lượng của E. Đấy, khối lượng của E đấy ạ. Dễ quá. 0,08 bằng là 68,96 trừ đi khối lượng của hydro là 0,28 nhân 2 bằng 68,4. 68,4 gam. Dễ quá nhỉ. Đáp án đúng là đáp án B. 68,4. Ok nhá. Thấy không? Thấy phương pháp quy đổi thấy dã man không? Xịn sao không? Chưa dừng lại những câu khó. Ui rồi, câu số 5. Câu số 5 nhá, câu số 5 khó nhất. Anh em cùng làm nhá. Hỗn hợp E của axit palmitic C15
H31 COH axit oleic C17 H33 COH axit stearic C17 H35 COH và triglyceride X. Đây là hỗn hợp E. Tỷ lệ số mol lần lượt là 1, 2, 3, 4. Vậy giờ mình đặt X, 2X, 3X và 4X. Đốt cháy hoàn toàn M-game bằng oxy 9,28g, 9,28 mol, thì thu được CO2 H2O số mol nước bằng 6,24. Mặt khác, cho M-game tác dụng với dung dịch KOH 25%, dùng dư 15% số lượng phản ứng. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp Z gồm 4 chất rắn và phần hơi T nặng 79,072g. Đề bài hỏi phần trăm khối lượng của kali stearat trong hỗn hợp Z giá trị gần nhất là bằng bao nhiêu? Càng. Thế thì ngay lập tức là mình sẽ từ cái bọn X này là mình sẽ tìm được cái số mol của KOH phản ứng, đúng không? Đấy, cần tìm số mol KOH cần để phản ứng. Đây, X cộng 2X cộng 3X, X cộng 2X cộng 3X, thằng này nhân 3 bởi vì thằng này triglyceride, cộng 3 nhân 4X thì bằng 1 cộng 2 cộng 3 cộng 12 bằng 18X. Thế đề bài nó là dùng dư 15%. Vậy suy ra là thực sự dùng dư 15% nó sẽ là 18 nhân với 1,15 bằng 18 nhân 1,15 bằng 20,7x. 20,7x. Đấy, thực sự dùng 20,7x. Thế mà do đề bài nói đây là 25% nên mình sẽ tìm được khối lượng của nước ở bên trong dung dịch cao hắt. Suy ra khối lượng nước ở bên trong thằng cao hắt, đúng không? Nó sẽ bằng là 56 nhân với lại 20,7x. Đây là 25% thì nó còn là 75%, đúng không? Nước trong cao hắt mà thì nó sẽ chiếm 75%. Ok không ạ? Bởi vì KOH là chiếm 25% mà, thì nó sẽ là nhân với lại 75% chia cho 25% bằng 56 nhân 20,7 nhân 0,75 chia 0,25 bằng 3477,6x gam. Vậy là trong cái anh T này, trong cái anh T này của chúng ta, hơi này gồm có nước, đúng không? Thì nó sẽ là có nước của anh này tạo thành, có nước của anh này tạo thành này, có nước đi từ bọn này sinh ra nước mà là 6x. Nước của anh này tạo thành là 3477,6x cộng với nước của bọn này, nó sinh ra nước mà. Axit tác dụng với lại axit tác dụng với KOH thì sinh ra nước. 1 cộng 2 cộng 3 là 6x nhân 18 cộng với, còn hơi nữa là hơi glycerol C3H8O3 thì nó chính là 4x. Thì nó là 4x nhân với 92 ra khối lượng. Được không? Ok chưa? Ok không ạ? Thế thì cái khối lượng của T này mình biết rồi, thì mình cộng bọn này lại với nhau thì nó bằng là 79,072g. Từ đó mình tìm được x 3477,6 cộng 6 nhân 18 cộng 4 nhân 92 bằng 79,072 chia N bằng x bằng 0,02. Tròn quá. X bằng 0,02 các em ạ.
với x bằng 0,02, với x bằng 0,02 thì mình suy ra hết bọn này rồi còn gì nữa, đúng không? 0,02, 0,04, 0,06, 0,08 ngon lành anh Đào. Thế thì tới đây mình bảo toàn oxy, mình tìm được số mol của CO2, đúng không? Bảo toàn oxy này, 0,02 nhân 2 cộng 0,04 nhân 2 cộng 0,06 nhân 2 được chưa? Cộng 0,08 này nó phải nhân với 6. 0,08 nhân 6 được chưa? Cộng oxy này, 9,28 nhân 2 trừ đi một oxy trong nước này, 6,24 bằng chia 2, bởi vì trong CO2 có 2, bằng 6,52. Số mol CO2 là 6,52. Thế bây giờ mình đi bảo toàn carbon thì mình sẽ tìm được carbon của x. Đây, carbon này là 6,52 rồi nhá. Trừ đi này, carbon trong này là 0,02 nhân với 16. Trừ đi này, 0,04 nhân với 18. Trừ đi này, 0,06 nhân với 18 bằng chia 0,08 bằng 55 ạ. Carbon trong X bằng 55. Carbon trong X bằng 55 các em nhé. Với carbon trong X bằng 55, bây giờ mình đi bảo toàn hydro thì mình sẽ tìm được hydro trong X bằng 6,24 nhân 2 trừ đi này, 32 nhân 0,02 trừ đi này, 33 cộng 1 là 34, 34 nhân 0,04 trừ đi này, 36 nhân 0,06 bằng chia 0. Ô sao âm toang, từ từ bình tĩnh. 6,24 nhân 2 trừ đi 32 nhân với 0,02 trừ đi 34 nhân 0,04 trừ đi 36 nhân 36 nhân 0,06 nhân 0,06 đấy bằng chia 0,08 bằng 104. Hydro của X bằng 104. Thế thì vậy thì ngay lập tức là mình sẽ suy được luôn thằng X. 104 thì có khác gì là tất cả các gốc để cộng với nhau đâu. Xem nhá. 31 cộng 33 cộng 35 cộng 5 bằng, đúng chưa? Chuẩn luôn. Vậy suy ra X của chúng ta nó chính là C15H31COO, C17H33COO, C17H35COO, C3H5. Được chưa? Thế thì số mol bọn này nó sẽ bằng là 0,08. Thế mà đề bài hỏi là, đề bài hỏi là khối lượng của kali stearat trong hỗn hợp Z. Hỗn hợp Z đây, khối lượng của kali stearat nó sẽ là C17H35COOK. Đây, 0,06 cộng với trong này chỉ có một gốc là 0,08, thế là bằng 0,14. Bằng 0,14 thì đây mình tìm được khối lượng luôn. 12 nhân 17 cộng 35 cộng 44 cộng 39 bằng nhân 0,14 bằng 45,08. 45,08. Đây hỏi phần trăm khối lượng, anh này bằng 45,08 đã. Phần trăm khối lượng của kali stearat trong hỗn hợp Z. Bây giờ mình phải đi bảo toàn khối lượng để mình tìm được khối lượng hỗn hợp Z, đúng không? Bảo toàn khối lượng. Thì bây giờ đầu tiên mình phải tìm được khối lượng của thằng E đã. Khối lượng E cũng bảo toàn khối lượng. 6,52 này cộng với này, 6,52 nhân 44 á, cộng với lại 6,24
nhân 18 trừ đi 9,28 nhân 32 bằng, thế là đây là ra được khối lượng của bọn E, khối lượng bọn E bằng 102,24. Thế thì bây giờ bảo toàn khối lượng tiếp để tìm khối lượng hỗn hợp Z. Thì khối lượng hỗn hợp Z nó sẽ bằng khối lượng E cộng khối lượng KH. Đúng chưa? Đây xem nào, khối lượng KH sử dụng đây. Khối lượng của KH sử dụng đây 20,7 nhân 0,02 là số mol này, nhân 56 là khối lượng này, chia 0,25 là ra dung dịch này. Đúng chưa? Trừ đi mà hơi là 79,072 bằng 115,904. Đấy, khối lượng của hỗn hợp Z bằng 115,904. Vậy ở đây mình sẽ có phần trăm 45,08 chia N bằng nhân 100. 38,89. 38,89 thì gần bằng 39. Vậy đáp án đúng, chúng ta đáp án gì? Đấy. Trên đây thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta làm một cái câu mức độ vận dụng cao của phần triglycerides. Đúng chưa? Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi những cái chuỗi bài giảng của thầy từ trước đến nay và ủng hộ thầy. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em. Bạn nào muốn học sâu hơn về ST và có những cái sự chia dạng về ST hay là tất cả những câu phần sau về mức độ vận dụng cao thì các em có thể vui lòng inbox cho fanpage hoặc inbox cho thầy để được đăng ký khóa học livestream của thầy. Ok, cảm ơn. Bye bye, chào tạm biệt các bạn và các em. Hẹn gặp lại.